Xin chào tất cả anh em, lại là một video mở hộp về iPhone. Và trước mặt anh em đây đang là hai chiếc máy ở trong chiếc hộp này, iPhone 7 Plus và iPhone X độ 13 Pro. Nice. Shop đến từ Phú Yên, một cái tỉnh cũng khá là xa xôi nhé. Điện thoại X độ 13 Pro, phiên bản quốc tế full chức năng. Đây là một chiếc máy mất phây mà. Rồi ở bên dưới thì mình sẽ gắn link cho anh em xem nhé. Nói chung là iPhone thì có rất là nhiều anh em hỏi và không biết là mỗi ngày mình tiếp nhận bao nhiêu những tin nhắn về iPhone đây. Và ngày hôm nay thì mình lại mở hộp. Khi nào thì anh em chán mở hộp iPhone thì có lẽ rằng là mình mới thôi được những cái series mở hộp iPhone như thế này. Đúng không nào? Rất nhiều bạn hỏi, có lẽ iPhone nó là một thế lực không thể nào mà xoán ngôi được nó rồi. Bên trong đây thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc hộp, nó cũng không còn nguyên vẹn nữa, đang bị méo mó rồi. Vẫn được dán những cái phần băng dính niêm phong như thế này. Nói chung là anh em cẩn thận nhé, mở hộp rất là kỹ và quay tất cả các mặt nhé. Đây, và đầu tiên thì mình thấy cái bọc bóng thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận được chiếc máy gì. Đây rồi, anh em có thể nhìn thấy là iPhone X độ iPhone 13 Pro. Nhìn khá là sáng loáng luôn anh em ạ. Ba ống kính này, nhìn ảo ảo lòi. Nhưng mà thực tế ra rằng là chiếc máy thì đã bị che đi mất một trong số hai cái ống kính của iPhone X nhé. Nhìn khá là đẹp và bóng bẩy luôn anh em ạ. Cứng cáp. Đó, bộ vỏ này rất là chất lượng. Bên dưới thì vẫn có tem nhé. Và ở đây mặt trước mình nhìn sơ qua là có thấy một vài những cái vết xước dài dài, nhưng mà nó khá là mỏng thôi nhé. Đó, những cái vết xước này thì nó chỉ nhẹ nhẹ ở bên trên thôi, chứ nó không bị sâu đâu. Nói chung là xước lông mèo thôi. Rồi, mình sẽ để nó sang một bên nhé. Chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ hai. Đây, bên dưới là không nhận được thêm phụ kiện gì cả, chỉ có máy thôi. iPhone 7 Plus phiên bản bypass, lắp SIM nghe gọi được. Ngoại hình này đẹp tầm khoảng là 93%. Và với cái chiếc máy này thì hiện tại là mình khởi động nó không lên, chắc là do hết pin rồi. Vậy thì mình sẽ sạc và test sau nhé, với cái chiếc iPhone 7 Plus. Quay trở lại với chiếc iPhone X. Đây, vào màn hình thì nhìn rất là đẹp. Màn hình này là màn hình zin, theo chủ shop có nói. Mình sẽ kiểm tra pin đầu tiên này. Chiếc máy này thì viên pin dung lượng tối đa đã không hiện lên rồi. Đó, có ghi ở bên ngoài là bảo trì nhé. Hiện tại nó đang là 39%. Mình sẽ kiểm tra thêm về phần pin này với cái phần mềm Powerthun. Vào trong cái phần cài đặt chung, chúng ta sẽ xem một vài những phần giới thiệu này. Phiên bản iOS nó đang chạy đó là 16.5.1. Tên kiểu máy iPhone X, số máy đuôi LLA phiên bản Mỹ. Pin, dịch vụ này, Face ID thì gặp sự cố rồi. Đó, dung lượng là 64GB, khóa mạng không giới hạn SIM. Ok, với chiếc máy này chúng ta sẽ không dùng được Face ID nhé. Rất tiếc là như vậy. Rồi, mình sẽ test về phần cảm ứng của nó nhé. Cảm ứng vẫn ngon lành cả. Đây, chu tông không còn. Điều này có thể xảy ra là do chiếc máy đã thay màn nhé. Nếu mà chúng ta thay màn, dù là màn chính hãng đi nữa thì nó cũng sẽ mất chu tông nhé. Rồi, về phần camera này, nói chung là không hề bị đốm, nhưng mà đã bị ảnh hưởng một chút do cái phần ống kính của nó không phù hợp nên là bị che mất nhé. Mình sẽ thử quay một cái đoạn video ngắn xem là cái chất lượng thu âm ra sao. Hình như là cái phần thu âm của cái chiếc máy này đang bị có vấn đề rồi. Mình sẽ thử quay lại một cái đoạn video ngắn xem là thu âm nó có tốt hay không. Vừa nãy mình có quay rồi nhưng mà không thấy lên âm thanh. Đó, không ổn rồi anh em ạ. Rồi, quay trở lại camera selfie phía trước thì đây. Nói chung là camera selfie vẫn ok cả, không sao. Rồi, và với cái chiếc máy này, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp SIM nhé. Đây, với cái phần khay SIM này thì chắc chắn là cái số series của nó dù có hay không thì nó cũng sẽ không trùng. Các bạn có thể nhìn thấy được, nó sẽ không có bất cứ một cái mã gì cả, bởi vì là đây là một chiếc máy độ vỏ mà.
Mình lắp sim chờ một lúc rồi nhưng mà nó vẫn chưa lên này. Bây giờ thì mình sẽ thử tắt nguồn đi và khởi động lại nhé. Khá là kỳ lạ. Mình khởi động máy lên rồi, thế nhưng mà nó vẫn không lên sóng anh em ạ. Đó. Khởi động máy rồi mà không lên sóng này. Khá khó hiểu. Lắp sim thì lắp đúng rồi, nhưng lắp vào thì lại không lên. Trong khi chiếc máy này là một chiếc máy quốc tế nhá. À đây, bây giờ mới lên sóng này. Mình chưa bao giờ mình lắp một cái chiếc máy iPhone nào mà nó lại lâu lên sóng như cái chiếc máy này. Rồi, gọi điện thử. Cảm biến tiệm cận của nó đã bị hỏng. Còn về phần loa thoại nghe cũng khá là to, trầm ấm và không hề bị rè đâu. Loa ngoài cũng vậy. Cảm biến tiệm cận bị hỏng, Face ID cũng bị hỏng. Và mic ở phía bên dưới này cũng đã bị hỏng nhé. Thu âm không vào. Đó, lắp sim vào thì lâu không lên sóng. Và đối với chiếc máy này thì mình sẽ tiến hành là thử reset dòng 2 xem như thế nào nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là cắm vào Bluetooth để kiểm tra một vài phần nữa. Ok không nào? Trong cái lúc chờ đợi mình sẽ lấy chiếc iPhone 7 Plus và đi sạc nhé. Và đây thì nó đang truy cập vào. Không biết là nó có vượt qua được cái vòng này hay không. À rồi, vậy là nó cũng đã vượt qua được rồi nhá anh em nhé. Vậy thì đây là một cái chiếc máy quốc tế bình thường. Ok không nào? Màn hình thì anh em có thể nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Thế nhưng mà thường đối với những chiếc iPhone X thì chúng ta biết được rằng là màn hình của nó khá kém. Và đối với một chiếc máy như thế này thì nếu mà có thay màn hình cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng mà nếu mà thay là một màn zin chính hãng thì cũng rất là ok rồi. Rồi, vuốt lên và vào. Với chiếc iPhone 7 Plus thì mình có cắm sạc và thấy nó vẫn vào điện. Và mình sẽ test trong cái đoạn video sau nhé. Few minutes later. Đây, chiếc iPhone 7 Plus. Thực tế ra lúc nãy mình cắm thì mình có thấy nó lên trái táo. Mình cứ tưởng là nó bắt đầu lên màn cơ. Nhưng mà hóa ra không phải anh em ạ. Và đây là một cục pin dự phòng nhé. Các bạn vẫn thấy nó lên hai cái vạch đèn này. Và mình có cắm vào chiếc iPhone 7 Plus. Đó. Nó không hề lên, mà nó chỉ lên một cái trái táo sau nó lại tự động tắt. Liên tục như vậy. Đó, cứ lên rồi lại tắt. Lại lên tiếp này. Vậy thì thông qua video này các bạn cũng có thể thấy được rằng là mình nhận được hai chiếc máy. Đúng là nó là 7 Plus thật và đúng là nó là một chiếc iPhone X độ 13 Pro. Thế nhưng mà với chiếc iPhone X độ 13 Pro thì nó bị vấn đề đó là hỏng mic, hỏng Face ID thì đúng như là lời shop nói rồi. Thế nhưng mà nó còn hỏng cả cảm biến tiệm cận. Và với một số tiền mình bỏ ra đó là 4.150.000 ấy, thì liệu anh em nghĩ rằng với cái chiếc máy iPhone X độ 13 Pro như vậy có xứng đáng hay không? Còn với cái chiếc iPhone 7 Plus này thì nó lại gặp một cái vấn đề đó là reset liên tục cái logo như thế này. Mình đang nghĩ mà cái viên pin bên trong nó bị rời, có thể là như vậy. Đối với chiếc iPhone 7 Plus này thì mình sẽ nhắn tin qua cho shop, bởi vì bên dưới này thì nó vẫn còn phần tem nhé. Thế nên là mình cũng hơi nghi ngại về cái vấn đề đó là tháo máy ra. Đúng nào? Thì mình cứ nhắn tin inbox qua cho shop trước đã. Rồi, vậy thì thông qua cái video này, anh em có những cái nhận xét đóng góp như thế nào về cái video của mình thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.